lại. Rồi. À, sau khi mà chị về Mỹ rồi á thì có chuyện gì em với bầu trời Cali còn ở lại á kể cho nghe. Kể cho nghe. Mà nghe á, mà nếu mà con nghe rồi á đừng có buồn. Nghe là đừng có buồn. Thứ sáu nha cả nhà mình nha. Đó. Bây giờ là siêu nhân xin phép cả nhà mình về. Cái gì mà nhá nhá gì à, ôm là chuyện bình thường trời ơi ôm với trời ơi chuyện bình thường đó cả nhà mình nha. Bây giờ là chia tay, thứ sáu gặp lại chị Triệu View của siêu nhân tiếp nha. Chị đừng lo cho em ha, mừng cho em nha. Vâng, quá mừng cho cậu. Con còn mừng cái này, cái này là chụp làm hình nền nè cả nhà mình. Đúng rồi đó, đó hình nền nè đó, Triệu View chưa, Triệu View cho cả nhà mình nha. Bye bye. À. Cả nhà mình, siêu nhân xin chào cả nhà mình ha. À, bây giờ thì sau khi mà siêu nhân mua gần như là cái quán chè đó là mỗi một thứ một món hết rồi thì nó quá nhiều. Chị với siêu nhân nói là nhiều quá không nổi rồi, điện thoại cho mấy người chị của kế của siêu nhân tiếp tới để phụ. Cả nhà mình thấy nè, đó bây giờ dọn ra nha, mấy chị của siêu nhân lên để phụ cho hết cái lượt chè với lại cái con vịt quay này cả nhà mình. Siêu nhân mời cả nhà mình chè với vịt quay nha cả nhà. Nhập tiền cả nhà nhập tiền. Con đâu có biết là đây hộ dữ vậy, con không nhà con mấy con ốc cũng lột lên. Con đâu có biết là tới rồi. Rồi cả nhà. Rồi cả nhà mình thấy chưa? À sau đó là còn chưa dừng lại nữa cả nhà mình nha. Còn gia tăng nè, gia tăng. À cái gì à? Sò lông. Gia tăng lên sò lông. À chị của siêu nhân thì thích ăn rau. Thích ăn rau nè, rồi rau nhúc xào. Rồi gia tăng thêm cái gì? Chả. Đó, cả nhà mình coi nè. Đó, còn nói về kính thưa các loại chè. Đó cả nhà mình. Hầu như đầy đủ luôn á. À chị của siêu nhân thì chân bị đau ngồi trên ghế. Nói chứ nhiêu đây cũng chưa hết nổi. Thiệt luôn á, nhiêu đây người cũng chưa hết nổi nhiêu cái chè. Chưa hết nổi. Mà chị ăn có 500.000 á, 500.000. Nếu mà chị nói chị nấu cũng có nồi chứ nhiêu. Đúng không? Chị nấu một 500.000 cũng có một nồi chứ nhiêu, có được có một món một loại một. Còn cái này chị bao nhiêu đó mà chị khỏi phải nấu nữa. Đúng rồi, có rồi. Quá vui cả nhà mình ơi, vui lắm luôn á. Có đá. Đây là chị cả của siêu nhân. Đây cả nhà mình đây, đây là chị cả của siêu nhân ha. Còn ở đây thì khỏi phải giới thiệu cả nhà mình biết rồi ha, khỏi phải nói nữa. Đây là em của bầu trời Cali, là con kế của con thứ hai của chị cả siêu nhân, là kêu xong bằng cậu. Còn đây là chị thứ năm, còn đây là chị kế của siêu nhân, đây là chị thứ sáu, chị kế cả nhà mình. À, chị đó xong rồi tới siêu nhân là chị sáu. Rồi siêu nhân mời cả nhà mình cùng chung vui với gia đình siêu nhân nha. Chỉ có thiếu bầu trời Cali, nó đi rồi, đi chơi rồi mà thấy tiếc lắm. Bầu trời Cali thấy thích ăn chè lắm cả nhà mình, thích ăn chè lắm. Đây là chị thứ năm của siêu nhân này cả nhà mình. À, cả nhà mình thấy tuyệt vời chưa? À, chính siêu nhân em muốn trong nhà mình hôm nay còn thấy chị mình đẹp. Không chị đúng không chị hai? Ừ, cái nào ra cái đó chứ. Đúng rồi. Còn siêu nhân nghe bé Tiết nói là thật sự ra hôm nay chị hai của siêu nhân mà ăn ly chè này nói chung là thấy nhiều quá, với lại là thương cậu lắm mới ăn giùm cậu ly á. Đó thấy không? Thương lắm mới ăn ly đúng không? Là đang cử cả nhà mình không ăn á mà thương em lắm á mới ăn được ly chè đó. Vậy là siêu nhân trúng số rồi.
Còn đây là chị thứ sáu của sinh nhân nha cả nhà mình, chị kế á. À, đây là khỏi giới thiệu cả nhà mình biết rồi đúng không, khỏi cần giới thiệu, khỏi cần nói giới thiệu, cả nhà mình thậm chí luôn biết luôn họ luôn. Đây là hoàng hậu. Biết luôn họ luôn chứ đừng nói là biết tên. Không, xây qua xây lại cũng ăn rau à. Chị thích ăn rau không à, phải không chị á? Ồ, bắt cỡ nữa chứ. À, thích ăn rau. Tôi uống đậu đỏ. Siêu nhân hỏi thiệt, cả nhà mình chứ từ hồi xưa tới giờ cả nhà mình có thấy mặt trời mọc ban đêm chưa? Cả nhà mình hồi đó tới giờ cả nhà mình chưa bao giờ thấy mặt trời mọc ban đêm đúng không? Đây, mặt trời mọc ban đêm đây. Cả nhà mình thấy cái nhan sắc của siêu nhân bây giờ chưa? Phải là lung linh không cả nhà mình? Đỏ như là cái bằng gì thạch đánh phấn tha son à, nó cái nhà thấy không, nó mặt trời mọc ban đêm đây. Yeah, một cặp rồi nha cả nhà mình, lâu lắm luôn rồi, nhiều tháng lắm rồi, hôm nay siêu nhân mới uống nha. Uống với lại có hai cậu cháu rồi đó, siêu nhân với lại bầu trời bất tình. Mỗi một người là hai lon, cậu hai lon, cháu cũng hai lon. Nhưng mà thật sự ra bây giờ là mặt cả nhà mình thấy mặt trời mọc đúng không? Nhưng mà rất vui. Hôm nay siêu nhân rất là vui, cả nhà mình vui lắm luôn. À, nói chứ là siêu nhân có uống thiệt. À, nói chung là rượu bia với siêu nhân thì cả nhà mình đừng có lo. Siêu nhân thật sự ra uống trong những cái lúc vui thôi. Cái lúc mà phải nói là kêu bằng là cực vui siêu nhân mới uống, bình thường là không có uống. Thì hôm nay siêu nhân vui lắm, và chị của siêu nhân giống như là bao nhiêu người nói là sao là thấy chị siêu nhân về mà siêu nhân không đến thăm. Thật sự là siêu nhân không phải là không hỏi đến thăm chị, nhưng mà giống như là việc nước chưa xong vậy cả nhà mình. À, các bé nó đang cần siêu nhân giúp đỡ thì siêu nhân đang đi giúp tụi nó, hôm nay cũng tranh thủ đến chứ không phải là siêu nhân không nhớ chị ha. Cả nhà mình cũng thông cảm giùm chị siêu nhân ha. Hôm nay mai là cậu tới cách 2 tuần với cậu tới trước là cậu đem một dữ trời nữa. Trời ơi, bây giờ á con cháu của siêu nhân á bầu trời bắt tên này cả nhà mình, bây giờ là nó lấy tới cái chai thứ hai ra, hai cậu cháu tiếp tục. Đúng rồi. Ở đây là nhà hay cái nhà mình ha, nhà của chị cũng như là nhà của siêu nhân thì cũng là nhà, nếu về được thì về không được ngủ lại. Không thành vấn đề nha cái nhà mình nha, lâu lắm rồi, thật sự là lâu lắm rồi, rất là lâu rồi đó. Hôm nay siêu nhân mới có một cái kiểu như là trong lòng nó vui và nó phấn khởi như thế này, và không có trong đầu của siêu nhân nó không còn cái như là ngồi suy nghĩ kiểu như là suy nghĩ việc làm đại khái vậy đi ha. À, ngày mai sau, ngày mốt sau, hôm nay là siêu nhân bỏ hết mọi chuyện, bây giờ siêu nhân cùng chung vui với gia đình. Mời cả nhà mình cùng vui với siêu nhân nha, cả nhà mình đừng lo, siêu nhân sẽ nói chứ siêu nhân biết điểm dừng, siêu nhân biết điểm dừng và là làm cái gì và ở đâu, cả nhà mình yên tâm nha. Bây giờ cháu của siêu nhân khui tiếp chai rượu, khi uống chai rượu siêu nhân cùng với cháu siêu nhân uống. Rất tiếc bầu trời Cali hôm nay đang không có ở đây, đang ở Cà Mau rồi, chứ còn nếu mà bầu trời Cali có đây siêu nhân uống tới luôn cả nhà mình. Bye bye. Người phụ nữ của cậu thấy chưa, lúc nào cũng sau lưng. Bởi vậy người cái gì người ta nói là cái câu gì quên nè, cái gì sau lưng người đàn ông thành công, thành công của người đàn ông là có bóng dáng người phụ nữ đó, đúng không cả nhà mình? À, sự thành công của người đàn ông là có bóng dáng người phụ nữ. Nhưng mà thật sự ra siêu nhân cố tình là không có khui chai bia, không có khui chai rượu này, mình không uống nữa. Mà người ta nhắc mình là chưa khui kìa, có nghĩa là bắt xuống cho mình xỉn đi. Cái đó là giết cho mình chết đó cả nhà mình ha. Giết cho mình chết. À, siêu nhân nói đùa với cả nhà mình, đây là chai rượu đỏ của bé Tiết, cháu siêu nhân đem từ Mỹ về. Rất tiếc là nó đem chai rượu mà nó không có đem đồ khui. Nó đem về để làm kiểu, làm mẫu thôi chứ không cho uống. Nó đâu có đem đồ khui thôi, cả nhà mình nói là khui rồi, giờ khui rồi không chảy. Đó, giờ không có đồ khui.
buồn quá không biết sao giờ là xúc qua chai này. Chai này là bao khui luôn. Chai này là khui rồi, uống rồi bao xỉn. Hennessy. Ngon thiệt cả nhà mình. Nói chủ nhân, nói cả nhà mình đừng có buồn, chủ nhân đừng có cười chủ nhân nha. Thật sự là nó đúng ngon. Ngon thiệt luôn á. À, chủ nhân nhớ có bao nhiêu lần mình Thường Quân mình cũng tặng cho chủ nhân một hai lần gì đó. Thật sự ra chủ nhân quý lắm. Uống mà nói cái này cái nhà mình đừng có cười thêm lần nữa nè. Tặng cho chủ nhân một hai lần gì đó, chủ nhân uống mà chủ nhân sợ hết. Uống mà sợ hết, cả nhà mình muốn uống cho ngon, uống cho say, muốn uống cho vui. Nhưng buộc cái cuộc vui mà cả nhà mình càng đông thì càng vui. Thì mà nó ngon quá, chủ nhân sợ hết. Nhưng mà cuối cùng sợ nó cũng đến, nó cũng hết. Hôm nay cháu chủ nhân cùi ra này, đúng không? Mời cả nhà mình cùng chung chủ nhân nha. Tối nay ngủ kêu bằng cái gì đó? À, kêu bằng là thiên chìm tại bến. Nha cả nhà nha. Mời cả nhà mình cùng chung vui với lại. Bây giờ nghỉ rồi, còn hai cậu cháu. Còn hai cậu cháu rồi. À, còn hai cậu cháu chiến đấu. À, thiền chìm tại bến nha cả nhà mình, nhà chị mình mà đúng không cả nhà mình, ba dứt thôi lại thôi. À, sau khi mà chị về Mỹ rồi á thì có chuyện gì em với bộ trời Cali còn ở lại á kể cho nghe, kể cho nghe mà nếu mà con nghe rồi á đừng có buồn. Nghe rồi là đừng có buồn. Thứ sáu nha cả nhà mình nha. Bây giờ là siêu nhân xin phép cả nhà mình về. Cái gì mà nhá nhá gì nhân đang ở là chuyện bình thường. Trời ơi, ôm gì trời ơi, chuyện bình thường đó cả nhà mình nha. Bây giờ là chia tay, thứ sáu gặp lại chị Triệu View của siêu nhân tiếp nha. Chị đừng lo cho em ha, mừng cho em nha. Vâng, quá mừng cho cậu. Con còn mừng cái này, cái này là chụp làm hình nền nè cả nhà mình. Đúng rồi đó, hình nền nè đó. Triệu View chưa? Triệu View cho cả nhà mình nha. Bye bye.